Ok, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh HNT Channel. Và hôm nay tiếp tục cái series về game Zombie Tsunami. Hôm nay mình sẽ đi chiến đấu và làm nhiệm vụ. Ten ten. Mới ra là mình đã được 10 anh em rồi các bạn ơi. Rất là tuyệt vời luôn. Ok. Nay mình đã mở được vùng đất mới là vùng đất Paris. Một cái vùng đất rất là đẹp luôn. Thành phố rất là đẹp, thành phố Paris. Và mở được cái vùng nữa là cái vùng sa mạc các bạn. Ok, các bạn xem video đừng quên bấm đăng ký theo dõi kênh HNT Channel để nhận được những video mới nhất mỗi ngày nhé. Ngày nào mình cũng làm video mới hết. Mong các bạn hãy đăng ký kênh theo dõi ủng hộ cho mình. Ok, bây giờ chúng ta đi quậy thế nào. Anh em của chúng ta bây giờ là 18 rồi. Hãy xem 18 anh em chúng ta quậy coi nào. Tấn công 18 anh em zombie. Wow, và đây là vùng đất mới đây các bạn. Quá đẹp luôn đúng không nào. Đây là vùng Ai Cập. Có kim tự tháp. Mình nhớ chỉ có Ai Cập mới có kim tự tháp thôi. Tăng tăng tăng. Anh chàng Superman mới bắn ra một tia laser. Và đây là cơn sóng tsunami của mình. Cơn sóng của mình rất là cao luôn. Đó, và nó rất là bự luôn các bạn ơi. Anh chàng Superman đã bắt đầu xuất hiện. Anh chàng Superman của chúng ta rất là bự và mập. Ok baby. Cơn sóng này nó quá đã luôn. Gọi là có cơn sóng này là nó sẽ phá hoại được mọi thứ và nó kéo thêm anh em về cho chúng ta. Đó, một cô bé mới vào tem luôn. Còn con nàng tiếng cá thì đang bay về phía trước và cố gắng thả những đồng tiền ra tặng mình. À, con này tiên cá rất là đáng yêu luôn. Wow, tên mình bây giờ 38 anh em luôn. Một con số rất là khủng luôn các bạn ơi. 38, còn 35. Wow, wow, rất là tuyệt vời. Ok. Anh em của chúng ta bị lọt đè quá nhiều. Trời ơi, lọt hai mấy đứa. Ok, và đây là con rồng. Con rồng của mình là nó phun được lửa luôn các bạn. Đó, các bạn thấy nó phun lửa chưa? Lọt rồi, lọt cái đầu rồng rồi. Đó, con rồng mình đã phun lửa rất là đẹp luôn. Ten ten. Chơi mấy cái vùng đất này nó chơi ác mình quá. Và đây là Paris. Đó, một cái thành phố rất là đẹp. Chết rồi. Hên quá. Quá tuyệt vời luôn. Ok, nguyên cái cung điện Paris rồi các bạn. Và đây là 15, còn lại 15 anh em thôi. 15 anh em chúng ta cố gắng lên nào. Ten. Bom kìa. Đây là chuyên gia tháo bom luôn. Quá nguy hiểm các bạn ơi. Bây giờ chỉ còn 11 anh em thôi. Và đây là đảo phục sinh. Một hòn đảo rất là đẹp. Wow. Chết rồi. Do bay nhanh và cao quá cho nên mình không kiểm soát được. Nó quá cao các bạn ơi. Ok, và bây giờ thì chúng ta quậy thế nào. Con nàng tiên cá vừa đẻ cho mình một đống luôn. Đẻ cho mình một đống zombie luôn. Nó nhanh quá. Tốc độ ghê quá. Oh my god. Chết rồi. Mình chỉ còn lại có hai đứa thôi. Nguy hiểm quá các bạn ơi. Thật sự là nó rất là nhanh. Nhưng không sao, mình sẽ cố gắng. Đây là Mexico. Ok, chúng ta đi quậy te tua tơi tả cái vùng này luôn. Và đây là con quái vật khổng lồ của mình. Quái vật bắn ra 3 tia laser và 3 tia laser này rất là bự luôn. Bự hơn nhiều so với những video trước. Ok, và bây giờ là bắn chiếc tịch thang lọt chiếc máy bay. Ten. Lên luôn. Oh my god. Miếng đất có chút xíu à. Thầy ơi, cho mình cái miếng đất có chút xíu à, mà nguyên con quái vật khổng lồ phải đứng trên đó. Thật là kinh quá. Ok, coi nào, quái vật của chúng ta cố lên. Hãy cố gắng phá kỷ lục nào. 104 anh em rồi.
Rồi hết con quái vật rồi các bạn ơi. Và đây là vùng biển, nó cho chúng ta đi tắm biển đây. À, nguy hiểm quá, thực sự rất là nhanh. À, chết rồi. Thực sự nó rất là nhanh luôn. Ok, quá tuyệt vời. Và đây là tinh chất béo ngậy. Xem đây mình được cái gì đây, 2200 tiền. Làm rất tốt. Bạn đã giành được cúp vàng. Ok, mình đã giành được chiếc cúp vàng rồi các bạn ơi. Chơi đã thắng nhiều trận hơn. Quá đẹp luôn. Ok, chúng ta đã có được chiếc cúp vàng rồi. Tiếp theo là chúng ta sẽ được robot. Tăng tăng tăng. 108 anh em. Ok, lần sau mình sẽ cố gắng phá kỷ lục đây. Ồ, cái này là cái gì nè? Bom su. He he. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ, đây là nhiệm vụ và đây là cái chợ. Đây, chúng ta sẽ đi vào đây mua ít cái nhiệm vụ mới được. Và bây giờ chúng ta đi chiến đấu thôi nào. 10 anh em. Ok, khởi đầu với 14 anh em. À, chúng ta sẽ cố gắng phá kỷ lục thế giới. Kỷ lục của mình là 115 nha các bạn. Và đây là thành phố nhỏ bé. Ten ten ten. Ok, rất là thú vị luôn. À, mới vô nó sẽ cho mình di chuyển với tốc độ Robo. Robo ngang mã Lenin. Robo ngang mã Lenin. Nó cười lắm. Lúc nhỏ là người ta hay hỏi cái câu này, là hỏi xem Robo ngang mã Lenin có mấy chân. Và mình đoán rằng bây giờ chắc các bạn sẽ chẳng ai mà nhớ được cái câu trả lời của cái câu đố này. Ok, và bây giờ chúng ta đã tới vùng đất Ai Cập. Một vùng đất gọi là sa mạc đầy luôn. Tên tên. Đó, vùng đất Ai Cập mà không biết tại sao mà người ta xây được những cái kim tự tháp khổng lồ bự vậy nữa. Một vùng đất gọi là rất là khan hiếm nước. Toàn là đất cằn, sỏi đá. Ok, lật chiếc trực thăng, ôi lộn, lật chiếc máy bay luôn. Và đây là Mega. Cơn sóng tsunami đây các bạn. Đó, rất là bự. Mình sẽ cho nó thành khổng lồ luôn. Vậy là cơn sóng này là cơn sóng bự nhất luôn. Những video trước là không có cơn sóng nào bằng cơn sóng này đâu. Ok, nó rất là mạnh. Na, và đây là vùng đất Paris. Tên tèn. Rất là tuyệt vời luôn đúng không nào. Ok, cơn sóng này nó giúp đỡ mình rất là nhiều luôn. Đưa mình qua được cái vùng đất Paris này luôn không? Cố lên. Ok, bây giờ là 48 anh em trong một tập đoàn của mình luôn. Một team của mình hiện giờ là được 40 anh em rồi, rất 8 đứa. 8 anh em đã hy sinh vì tổ quốc rồi. Ok, gọi là mình là lần này là dẫn kỷ lục đông nhất luôn. Trước giờ chưa lần nào mà dẫn được nhiều như vậy luôn. À, chết rồi. Do đông quá cho nên khó kiểm soát. Không sao, chỉ là mới bắt đầu thôi. Đây là núi Humos luôn. Anh chàng zombie của chúng ta gọi là đang tàn phá cái vùng này. Đó, do đất nhảy lên nhảy xuống cho nên mình mất tập trung lắm. Không có gọi là kiểm soát chính xác được. Nó quá nguy hiểm luôn. Và anh chàng Superman đang hỗ trợ rất tuyệt luôn. Anh ấy đang bay với vận tốc ánh sáng. Ok. Đó, còn những anh bạn của chúng ta thì wow, biến thành vàng rồi. Bây giờ những thứ chúng ta chạm vào nó sẽ đều biến thành vàng hết. Xe nè, cô nàng này biến thành vàng luôn. Ok. Tăng. Xem nào, bơm vàng. Ui chết rồi. Do mình mê lấy bơm quá. Ok, do mình mê lấy bơm quá cho nên nó nhảy một phát xuống đề hết trơn luôn rồi các bạn ơi. Tên tèn. Được có 200 tiền rồi, lần này nó cho mình gọi là nghèo khổ luôn rồi. Cho nổ 7 trái bơm ở trạng thái cầu thủ. Ok. Tèn tèn. Bán luôn đi.
Các bạn xem video đừng quên bấm đăng ký theo dõi kênh HNT Channel để nhận được những video mới nhất mỗi ngày nha. Ngày nào mình cũng làm video mới hết. Mong các bạn hãy đăng ký kênh theo dõi ủng hộ cho mình. Và đừng quên like và share video nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.